Vâng, đúng là một thông tin vui cho những người thích cà phê, trong đó có cả tôi đấy anh Nam ạ. Quả thực con người luôn được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho nhiều món quà quý giá và sức khỏe của con người sẽ được bảo vệ hiệu quả nếu như họ biết khai thác và sử dụng hợp lý, khoa học. Vâng, trong những chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn những công dụng hiệu quả của vỏ hạt mã đề Psyllium trong việc phòng tránh và điều trị các bệnh thường gặp về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, tác dụng nhuận tràng và giảm cân. Vậy loại thảo dược này còn có tác dụng nào khác? Thuốc nam người Việt ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu một tác dụng nữa của vỏ hạt mã đề Psyllium, đó là trị dứt điểm chứng táo bón đối với mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Chúng tôi đã tìm đến nhà bà Đỗ Thị Dệt ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về cách bà đã điều trị dứt điểm chứng táo bón. Ở độ tuổi 56, bà Dệt hay gặp những triệu chứng về tiêu hóa, đặc biệt là chứng táo bón. Ban đầu, bà sử dụng nhiều phương pháp để điều trị nhưng vẫn chưa thể dứt điểm. Bà đã được cháu gái mua biếu vài hộp vỏ hạt mã đề để dùng thử. Sau một thời gian, bà thấy đi cầu dễ hơn và dần dần việc tiêu hóa trở lại bình thường. Bà cho rằng nếu sử dụng loại vỏ hạt mã đề này trong thời gian lâu dài thì việc dứt điểm táo bón chỉ còn là chuyện nhỏ và tốt cho sức khỏe mọi người, nhất là những người ở độ tuổi của bà. Tôi cũng sử dụng nhiều thứ, tôi ăn khoai lang rồi là tôi ăn các thứ rau xanh các thứ nhưng mà nó cũng chẳng ăn thua gì. Cái vỏ hạt mã đề tôi đọc thì tôi thấy những cái triệu chứng như vậy là táo bón hay bị bệnh trĩ các thứ thì tôi thấy nó cũng tốt thì nên là tôi cũng phải dùng. Liều lượng của nó dùng thì cháu nó bảo tôi uống ngày 2 gói, sáng gói tối gói. Thì tôi uống thì sáng tối tôi uống ngày hôm trước thì ngày hôm sau thì tôi thấy nó cũng tương đối tốt. Vợ chồng chị Nguyễn Ngọc Tú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã quen với việc đi siêu thị và mua vài hộp vỏ hạt mã đề cho mẹ già. Ở nhà thường bà cụ chồng của tôi là bị dạng như là bị táo bón anh, mà táo bón lâu ngày. Cho nên là tôi được nghe về giới thiệu về cái sản phẩm vỏ hạt này á, là một chất xơ tự nhiên. Mẹ tôi đã dùng khoảng được 3 ngày thôi là cái việc đi đại tiện nó rất là dễ dàng. Là chuyên gia về lĩnh vực dược liệu, dược sĩ Lê Kim Phụng, nguyên là giảng viên của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vỏ hạt mã đề có tác dụng hữu hiệu đối với việc điều trị táo bón, bởi vì lượng chất xơ hòa tan trong loại thảo dược này chiếm tỷ lệ lớn hơn nhiều so với loại thảo dược khác. Lượng chất này trong vỏ hạt mã đề sẽ kết hợp với nước làm trương nở và tạo một thể tích lớn trong lòng ruột, làm mềm phân và giúp tiêu hóa dễ dàng hơn. Khi mà người ta nghiên cứu về cái vỏ hạt mã đề này á, thì các nhà khoa học của rất là nhiều trường đại học tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là một cái trường đại học ở Canada, thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng trong thành phần của hạt mã đề nó có chứa rất nhiều các cái nhóm chất. Thứ nhất đó là nhóm glycoside, thứ hai đó là cái nhóm polysaccharide, và nhóm thứ ba đó là pectin, người ta gọi là chất nhầy. Thì khi mà nó vào trong cái lòng ruột của chúng ta thì đặc tính của nó là nhờ cái lượng nước mà chúng ta uống vào trong cơ thể, khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta phải kèm một cái lượng nước lớn. Thì cái lượng nước đó nó sẽ hút vào trong cái vỏ hạt mã đề và nó sẽ trương nở lên. Nó trương nở lên, nó sẽ tạo thành một cái khối chất chiếm cái thể tích lớn ở trong cái lòng ruột của mình, trong cái ống đường tiêu hóa. Do đó nó làm tăng cái khối lượng phân ở trong cái trực tràng của mình. Nhờ nó làm tăng cái khối lượng phân đó cho nên chúng ta sẽ dễ dàng đi cầu. Và nhờ cái hiện tượng đó, vừa làm tăng khối lượng phân, vừa nhờ chất nhầy nó làm trơn cái lòng ruột và nó đẩy phân đi rất dễ dàng, do đó nó phòng tránh được cái chứng táo bón. Khi triệu chứng táo bón đã được điều trị và dứt điểm, những người đứng tuổi như bà Dệt đều cảm thấy hài lòng với tác dụng mà vỏ hạt mã đề mang lại. Giờ đây, hàng ngày bà có thể chăm sóc và chơi đùa với đứa cháu yêu của mình mà không cần phải lo lắng về triệu chứng táo bón nữa. Bà cũng tin rằng những người ở độ tuổi của bà cũng rất dễ gặp triệu chứng này và khuyên họ nên dùng sản phẩm này bởi tác dụng hiệu quả của nó. Hy vọng những thông tin về vỏ hạt mã đề Psyllium sẽ giúp quý vị, đặc biệt là những khán giả cao tuổi, phòng tránh được một trong những chứng bệnh về tiêu hóa thường gặp.